Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết Poley Clan Lệ Khánh. Bút ký chiến trường, chinh chiến điêu linh của tác giả Kiều Mỹ Duyên. Poley Clan là tên có một ngọn đồi lớn nằm về phía tây bắc của thành phố Công Tâm, khoảng 22 cây số. Chung quanh Poley Clan có đại đội nòng cốt của tiểu đoàn 62 biệt động quân do thiếu úy Kha Chong làm đại đội trưởng. Thiếu úy Kha Chong từ lực lượng dân sự chiến đấu do Hoa Kỳ thành lập và huấn luyện, sau chuyển qua tiểu đoàn 62 biệt động quân biên phòng. Kha Chong mới 22 tuổi, anh là một sĩ quan can trường và hành quân rất giỏi. Chỉ huy tiểu đoàn 62 là đại úy Vũ Chuyển, dáng người cao lớn, nước da trắng hồng. Một lần tướng Lam Sơn đến thăm trại, gọi ông theo kiểu hói, mẹ Chuyển. Tiểu đoàn phó là trung úy Phan Thá, dáng người dong dỏng cao, rắn rỏi, đôi mắt linh động, và các sĩ quan khác của tiểu đoàn như thiếu úy Lê Văn Anh, thiếu úy Nguyễn Văn Tám đều là những sĩ quan trẻ rất kiên cường. Lễ khánh được tổ chức như một làng nhỏ, có bệnh xá khám bệnh cho các gia đình thượng ở chung quanh trại, có trường học, thầy giáo là người thượng, có trại gia binh, không phải nhà, mà là những căn hầm như những công sự phòng thủ, nhưng rộng rãi cho vợ con của những quân nhân thượng. Trại cũng có những vườn rau xanh, có câu lạc bộ nằm trên đồi rất thơ mộng, người trong trại gọi là câu lạc bộ mây trên đồi. Trong những ngày làm phóng sự chiến trường ở cao nguyên, hôm qua tôi xin tháp tùng theo một chuyến bay nào đó để nhảy xuống Lệ Khánh, nhưng bị từ chối. Lý do từ chối là vì sau khi bị đẩy lui trong một cuộc tấn công đẫm máu vào Lệ Khánh, cộng quân nhất định muốn săn bằng căn cứ này, nên mỗi ngày tiếp tục pháo vào từ 3 tới 4 ngàn quả đạn đủ loại, bởi vậy trực thăng khó có thể đáp xuống được. Tôi xin thẳng với Trung tướng Ngô Du, đương kim tư lệnh quân đoàn 2, nhưng ông cũng từ chối và hứa đợi đến lúc nào tình hình khả quan hơn. Tôi cảm ơn hảo ý của ông và trong lòng tự hứa, không đến được hôm nay thì cũng sẽ đến một ngày nào đó để gặp và viết về những người chiến sĩ đã đánh những trận đánh để đời trong quân sự Việt Nam Cộng Hòa. Cộng quân đã pháo vào trại Lệ Khánh suốt tuần nay với hàng ngàn đạn 82 ly và hỏa tiễn 122 ly vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 7 tháng 5, sau một đợt pháo dữ dội hơn những ngày vừa qua và kéo dài đến nửa đêm. Liền sau đó, cộng quân đã ào ạt xung phong vào ba mặt, Đông, Đông Bắc và Đông Nam. Ngay lúc trận chiến khởi đầu, Đại tá Nguyễn Văn Đương, chỉ huy trưởng biệt động quân của quân khu 2, bay trực thăng vòng vòng trên trời, vừa để quan sát trận đánh, vừa để khích lệ tinh thần binh sĩ. Sau khi liên lạc với tướng Ngô Du, Đại tá Đương gọi máy cho Đại úy Vũ Chuyển, chỉ huy trưởng Lệ Khánh, đang chỉ huy trận đánh bên dưới. Tất cả bộ tư lệnh quân đoàn đang theo dõi sự chiến đấu của anh em. Kể từ giờ phút này, anh đã được quân đoàn thăng cấp thiếu tá. Suốt đêm đó, tướng Ngô Du, Đại tá Lê Quang Bình, tham mưu trưởng quân đoàn 2, và ông John Powell, cố quán trưởng quân đoàn 2, bay trực thăng trên căn cứ để quan sát những diễn biến của trận đánh. Từ nửa đêm cho đến 6 giờ sáng, cộng quân xung phong trên 10 lần, quyết tâm tràn ngập căn cứ này, nhưng cuối cùng phải rút lui, bỏ lại hơn 300 xác rải rác trên khắp các hàng rào phòng thủ. Đến 7 giờ sáng, cộng quân dội tiếp vào một trận mưa pháo kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ để mở đầu cho đợt xung phong lần thứ hai. Lần này có 20 chiến xa T-54 dẫn đầu tràn vào các công sự phòng thủ của những chiến sĩ biệt động quân biên phòng đang anh dũng chống trả từ lúc nửa đêm đến giờ, chưa một giây ngừng nghỉ. Một toán 5 chiếc T-54 tiến vào từ hướng Tây Bắc đã lọt vào bãi mìn chống chiến xa. Cuối cùng đợt tấn công thứ hai này, cộng quân cũng bị thiệt hại nặng nề nên phải rút lui. Và theo những tài liệu tịch thu được tại chiến trường, cộng quân đã chọn Lệ Khánh để đánh chiếm làm quà kỷ niệm cho ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Bởi vậy,
Một tuần trước đây, địch quân đã gia tăng áp lực chung quanh căn cứ này một cách rõ rệt. Buổi chiều cùng ngày, lúc 18 giờ 20 phút, Trung tướng Ngô Du bay trực thăng trên trại Lệ Khánh để gắn lon cho đại úy Bổ Chuyển, chỉ huy trưởng trại Lệ Khánh. Cặp lon thiếu tá mới toanh và hai chai rượu champagne được thả từ phi cơ xuống. Trung úy Phan Thái Bình, tiểu đoàn phó cùng 20 chiến sĩ biệt động quân biên phòng khác cũng được thăng cấp và tưởng thưởng tại mặt trận. Ta nghĩ rằng trong lịch sử chiến tranh của nhiều quốc gia chắc chưa bao giờ có một cảnh gắn lon độc đáo như vậy, hai bông mai bạc từ trên trời rơi xuống, xuyên qua làn mưa pháo của địch quân, nở trên vai áo của người hùng biên trắng Tây Nguyên. Ông John Powell là cố vấn quân sự Hoa Kỳ của quân đoàn 2. Ông mang cấp bậc đại tá, nhưng vì giữ chức vụ cố vấn bên cạnh tư lệnh quân đoàn, nên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho ông giải ngũ để khỏi trở ngại về vấn đề cấp bậc. Ông Van là một cố vấn quân sự có một vị thế và cuộc sống riêng tư rất đặc biệt. Người ta đồn rằng ông là bạn thân của Tổng thống Nixon, có uy tín ngang hàng với Kissinger, cho nên ông là cố vấn quân sự có nhiều quyền hạn đặc biệt trong những quyết định về sự yểm trợ của quân đội Hoa Kỳ. Nhưng miền Nam Việt Nam và cả Hoa Kỳ nói nhiều đến ông không phải vì chức vụ cố vấn, mà là vì đời sống tình cảm riêng tư của ông nhiều hơn. Trong thời gian ở cao nguyên này, một người con gái má đỏ môi hồng đã thay đổi cuộc đời của ông. Sóng gió của mối tình muộn và đầy ngang trái này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tận Hoa Thịnh Đốn, vì ông là nhân vật quyền thế đương thời. Và một ngày, giữa lúc cao nguyên khói lửa ngút trời, ông Van đã nói lên tâm sự của mình. Sự thổ lộ cũng xem như là một chọn lựa. Sau khi tình hình của cao nguyên sáng sủa, tôi sẽ làm đám cưới với nàng. Tôi sẽ ở lại đây với nàng cho đến hết cuộc đời. Và Việt Nam sẽ là quê hương thứ hai của tôi. Bởi vậy bạn bè của ông thường nói rằng ông đang phục vụ một cách hăng say cho quê hương Việt Nam của ông, chứ không phải đang làm cố vấn cho một quốc gia bạn. Tôi gặp ông John Powell trong một buổi sáng tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, khi đến đây cùng với một ký giả người Anh của tàu Sunday Times để xin phương tiện ra chiến trường. Ông Van khoảng chừng 50 tuổi, dáng người cao lớn, ông không nói tiếng Việt nhưng hình như hiểu tiếng Việt. Bởi vì khi nghe một sĩ quan cố phòng báo chí nói với tôi sáng nay không còn chiếc trực thăng nào cho báo chí, ông Van đã vui vẻ hỏi tôi có muốn dùng chiếc trực thăng của ông không. Ông vẫn được tiếng là người rất niềm nở với giới ký giả. Tôi đã có lần nhìn thấy chiếc trực thăng riêng của ông Van trên bãi đáp. Chiếc trực thăng này sơn màu trắng, mũi nhọn, thân dài, có hình dạng khác hẳn với những chiếc trực thăng của quân đội thường dùng. Chưa quen biết nhiều nên tôi không muốn nhận sự giúp đỡ của ông. Cũng một phần tôi nghĩ rằng, một chiếc máy bay đặc biệt như vậy, chắc súng và hỏa tiễn phòng không của địch thích nhắm vào để lập chiến công. Sau này một lần về Sài Gòn, ông có đến tòa soạn báo Hòa Bình thăm tôi. Nhưng lúc đó tôi đang làm về phóng sự ở miền Tây. Ông Van trước là cố vấn quân sự của vùng 4, nên ông gọi điện thoại về Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, để nhờ những người quen tìm đến gặp và chuyển lời thăm tôi. Một thời gian sau, tôi nghe tin ông tử nạn vì máy bay bị bắn trong lúc bay thị sát mặt trận ở cao nguyên. Trại Lệ Khánh vẫn anh dũng chống trả trước bao nhiêu đợt tấn công của địch quân, ròng rã gần một tháng trời. Lần lượt Trạc Ly, Tân Cảnh rồi Đắc Tô thất thủ. Muốn tiến vào công tâm, địch quân phải săn bằng Lệ Khánh. Khi mở đầu cuộc tổng công kích vào toàn vùng cao nguyên, giai đoạn đầu tiên là một chiến dịch mà cổng quân đặt tên có tính cách kích động tâm lý là chiến dịch Phô Không Dậy Sóng. Phô Không là một dòng sông nằm về phía tây quốc lộ 14, cách Lệ Khánh khoảng 7 cây số và cách công tâm chừng 20 cây số. Phô Không Dậy Sóng là chiến dịch đánh chiếm một loạt các căn cứ trong vùng Tam Biên, mà Lệ Khánh là điểm cuối cùng. Một buổi sáng khi nắng ban mai chưa đủ ấm để làm tan hết sương mù của miền rừng núi, trại Lệ Khánh lại một lần nữa trung chuyển, vừa bởi đạn pháo, vừa bởi tiếng động của một đoàn chiến xa T-54 của địch quân. Pháo phủ đầu rồi khinh binh của địch theo chiến xa tiến vào như thác lũ.
Địch quân dùng cả những đại pháo của ta mà chúng lấy được ở Đắc Tô, như đại bác 105, 155 ly để bắn vào Lễ Khánh. Thiếu tá Bộ chuyển và tất cả chiến sĩ của tiểu đoàn 62 biệt động quân không hề nao núng, đã đội lên đầu chiếc mũ nâu, mặc bộ đồ trận màu hoa rừng là đã sẵn sàng chờ đợi những giây phút như ngày hôm nay. Và tiểu đoàn đã anh dũng chiến đấu cho đến giây phút mà người chiến sĩ còn có thể chiến đấu. Những ngày mở đầu, địch chỉ pháo từ 500 tới 1.000 quả 82 và 105 ly. Những ngày về sau, cường độ pháo kích tăng lên đến mức khủng khiếp, từ 10.000 đến 15.000 quả. Đại tá Nguyễn Văn Đương, chỉ huy trưởng biệt động quân của quân khu 2, Đại tá Nguyễn Bá Thành, tỉnh trưởng công tâm và tướng Lý Tòng Bá, tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh, đã thường xuyên bay trên Lễ Khánh, cố gắng đáp xuống nhưng không thể nào thực hiện được. Nhất là Đại tá Đương, ông lo lắng cho các binh sĩ của mình đang ngày đêm chịu từng đợt tấn công nặng nề của địch. Ngày thứ 20 tính từ ngày đẩy lui địch quân đợt đầu, pháo của địch dội vào tới mức không thể đếm được nữa. Kho đạn đã bị cháy, trung tâm hành quân bị đạn 155 ly phá sập, đạn dược, lương thực và nước chỉ dự trữ đủ dùng trong 3 tháng. Lễ Khánh hoàn toàn bị cô lập, không tiếp tế, không tẩy thương được. Bộ tư lệnh quân đoàn hỏi trên máy, các anh còn chịu được không? Thiếu tá Chuyển trả lời, chúng tôi vẫn chiến đấu. Một tuần sau, toán cố vấn quân sự liên lạc về công tâm một cuộc oanh kích dữ dội do máy bay của không quân Mỹ đảm trách để dọn một bãi đáp khẩn cấp ngay trong trại. Hai chiếc trực thăng loại nhỏ từ bên ngoài luồn vào Lễ Khánh với một độ bay thật thấp để tránh pháo và không một lời từ giã. Toán cố vấn vội vã lên trực thăng ra khỏi trại. Tiểu đoàn 62 biệt động quân vẫn tiếp tục chiến đấu. Những người bị thương nặng thì nằm ở bệnh xá. Những người bị thương nhẹ được băng bó rồi tiếp tục cầm súng trở lại phòng tuyến của mình. Vợ con của các binh sĩ cũng được phát súng, phụ giúp quan sát canh phòng tẩy đạn tẩy thương. Có thể nói gần một tháng trời, Lễ Khánh không có ban đêm. Mỗi ngày khi mặt trời khuất bóng, những trái hỏa châu được máy bay thả xuống liên tục soi sáng cả một vùng chung quanh trại. Tướng Lý Tòng Bá đưa một tiểu đoàn pháo binh nằm tại hướng đông Lễ Khánh, bên kia sông Pô Cô để yểm trợ cho căn cứ này. Pháo yểm bắn trùm chỉ cách quân trú phòng có 20 thước, xác của địch quân trải đầy chung quanh hàng rào phòng thủ đã hơn 20 ngày nay. Thay người chết sình thối và mùi thuốc súng, pha trộn với nhau làm cho Lễ Khánh dày đặc cả tử khí. Từ ngày thứ 20 về sau, quân đoàn 2 cho lệnh Lễ Khánh được xử trí tùy theo tình hình. Liên lạc truyền tin khó khăn vì anten dù không căng lên được. Các cao điểm chung quanh Lễ Khánh đã bị chiếm và đặt súng lớn. Anten dù căng lên là bị pháo trúng ngay. Ngày thứ 25, thiếu tá Bộ chuyển và đại quý Phan Thái Bình bàn thảo với nhau. Cuối cùng thiếu tá chuyển quyết định rút. Đại quý Bình đồng ý nhưng cảnh giác. Chà là đụng nặng lắm. Trong suốt thời gian này, Đại quý Bình đã nhận xét kỹ và thấy rằng trong 13 lô cốt chung quanh trại, chỉ có lô cốt 13 là khu vực tương đối ít bị pháo nhất. Bởi vậy, anh đề nghị nếu ta có ra, nên ra hướng này. Một hạ sĩ quan thủ kho đạn dược được lệnh kiểm xem còn có bao nhiêu đoạn băng ga lô. Còn đúng 13 đoạn, tất cả tiểu đoàn được lệnh chuẩn bị sẵn sàng, kể cả gia đình binh sĩ. Hành trang gọn và nhẹ, chủ yếu là súng đạn, tất cả những tài liệu cần thiết đều được hủy bỏ. Đúng 4 giờ sáng, 13 đoạn băng ga lô nối thành một ống dài xuyên qua những lớp hàng rào kẽm gai chằng chịt ở hướng lô cốt số 13. Địch vẫn pháo như mưa vào trại. Thiếu tá Bộ chuyển ra lệnh, tiếng nổ của băng ga lô chìm mất trong tiếng pháo ầm ầm của địch. Một ánh lửa xanh biếc chói mắt bừng lên. Cả chục lớp hàng rào kẽm gai đã bị băng ga lô xé ra một đường dài. Thiếu úy Kha Trong, đại đội trưởng đại đội 1 được lệnh dẫn đại đội mở đường máu tiến ra trước. Thiếu tá chuyển cùng bộ chỉ huy theo sau, tiến về hướng đông. Đại quý Bình dẫn một cánh với gia đình binh sĩ vừa tiến ra là đánh chiếm ngay một ngọn đồi nhỏ gần đó. Phá được ổ đại liên của địch để yểm trợ cho cánh của thiếu tá chuyển. Sau đó hai bên tách ra, cánh của đại quý Bình đi về hướng bắc. L-19 vẫn bay quan sát trên cao, người phi công gọi. Nam Bình, anh ở đâu trả lời? Đại quý Bình, tôi vừa ra khỏi trại. L-19,
Tăng địch đã vào trại đông như kiến. Đại quý Bình hét lên, cho bom dập xuống. L-19 nhận rõ, chờ xem. Từng chiếc phản lực theo nhau bay đến, lượn trên cao vì phòng không của địch như đăng lưới. Những cánh chim bằng của không đoàn biên trắng đã từng vào sanh ra tử, nên biết bao kinh nghiệm. Những chiếc phản lực nối đuôi nhau chúi xuống, những tiếng nổ rung chuyển cả một vùng đồi núi. Lệ Khánh chìm trong biển lửa. Đại quý Bình gọi L-19 nhờ dẫn đường, không nghe trả lời, nhìn lên thấy máy bay đã bị trúng đạn bốc cháy. Một cánh dù bung ra, cầu cho anh đừng rơi vào tay địch. Ngày hôm sau khoảng 4 giờ chiều, cánh của thiếu tá Chuyển và cánh của đại quý Bình gặp nhau. Họ mới rời Lệ Khánh được chừng 5 cây số. Địch bám theo sát, vừa đi vừa đánh. Đàn bà và trẻ con di chuyển rất chậm, trẻ con khóc la nên bị địch theo hoài. Còn chừng 2 cây số nữa mới đến sông Phô Cô, thiếu tá Chuyển ra lệnh đi tiếp và nói với đại quý Bình, anh vẫn theo hướng Bắc và giữ mặt Bắc cho tôi. Hai cánh chia tay, vừa đi chừng 500 thước thì đại quý Bình nghe bên cánh của thiếu tá Chuyển có tiếng súng nổ rền. Đại quý Bình chụp máy hỏi, anh đụng nặng không? Thiếu tá Chuyển, tôi bị tụi nó vây rồi. Đại quý Bình, cần tôi tiếp không? Thiếu tá Chuyển, không, dẫn anh em đi đi. Sau đó đại quý Bình không còn liên lạc được với thiếu tá Chuyển nữa, và bây giờ cánh của anh bị chặn đánh. Hình như ở đâu cũng có địch, anh dàn quân vừa đánh vừa di chuyển. Ra tới bờ sông Phô Cô gặp lúc mùa khô, nước cạn ngang ngực, cả đoàn người cố băng qua sông. Đại quý Bình cùng với một toán còn đứng lại bên bờ đánh cản hậu. Một người đàn bà thượng đay đứa con trước ngực trúng đạn nằm chết bên bờ sông, đứa bé vẫn còn ngậm vú mẹ và bú sữa. Cái hình ảnh đó làm cho người chiến sĩ kiên cường như đại quý Phan Thái Bình cũng thấy tim mình xe lại. Anh cho lệnh cho một người lính thượng ẵm đứa bé đưa qua sông, tìm cách gửi vào một làng thượng gần đó. Địch đuổi tới dàn súng cối 61 ly trên bờ bắn như mưa xuống đoàn người đang vượt qua sông. Sông Phô Không không dậy sóng, mà nước sông Phô Không chỉ nhuộm đỏ bởi máu của đàn bà và trẻ con vô tội. Bờ bên kia có căn cứ của liên đội 385 địa phương quân. Đơn vị này yểm trợ cho đoàn người qua sông. Khi ra đi, cánh của đại quý Bình gồm có 360 người. Qua khỏi sông Phô Cô chỉ còn có 97 người. Phần thất lạc, phần chết, phần bị địch bắt. Đại tá Đương, đại tá Thịnh và tướng Bá đã đợi sẵn. Đại tá Đương ôm chầm đại quý Bình an ủi và ngạc nhiên khi thấy anh vẫn mang lon trung quý. Đại quý Bình giải thích, cặp lon rơi giữa hàng rào nên không ra lấy được. Đại tá Thình đích thân mở một lon nước ngọt cho đại quý Bình và mọi người vào trung tâm hành quân, nghe đại quý Bình thuyết trình diễn tiến trận đánh. Cuối cùng, chỉ rõ những đường nào mà chiến xa của địch có thể tiến vào công tâm. Sau đó đại tá Đương gắn lon cho đại quý Bình và ra lệnh cho xe đưa 97 người về công tâm. Nhưng đại quý Bình thỉnh cầu, tôi và các anh em xin ở lại đây thêm vài hôm nữa để chờ đón những người thất lạc. Tôi tin tưởng thế nào cũng có người trở về được. Những ngày kế đó bên bờ sông Phô Cô, từ sáng khi trời còn mờ sương cho đến tối khi sương mù lại xuống dày đặc, một người đứng bên này nhìn qua bờ bên kia để mong ngóng, mặc cho pháo của địch từ bên kia bắn qua. Đại quý Phan Thái Bình vẫn kiên nhẫn đứng chờ trong sương lạnh. Đã 3 ngày qua, nhưng anh tin rằng thế nào cũng đón được anh em. Khi bóng đêm buông xuống, đại quý Bình nghe có tiếng nước khua động, có người đang lội qua sông. 1, 2, 3, 4, đại quý Bình nép mình sau gốc cây chờ cho mấy bóng người vừa lên bờ hỏi nhỏ, biệt động quân. Mấy cây súng châu lại định bắn nhưng tiếng nói quen quá, một người hỏi lại, đại quý hả? Đại quý Bình bước ra, hai bên chạy ào tới ôm nhau, một người với giọng còn xúc động. Em tưởng đại quý chết rồi, núp trong rừng nghe tụi nó đi ngang nói chuyện với nhau, đã giết được tiểu đoàn trưởng và tiểu đoàn phó ác ông rồi. Người này là hạ sĩ quan truyền tin của thiếu quý bộ chuyển. Anh kể, thiếu tá bị thương, chúng bắt dẫn đi, ông không chịu đi, chúng bắt chết tại chỗ. Khi địch lục ba lô trên xác một người lính, thấy bộ đầu trận có gắn lon và bản tên của đại quý Bình và khuôn dấu của tiểu đoàn, nên tưởng tiểu đoàn phó cũng đã tử thương. Gọi báo tin cho đại tá Đương ở công tâm, đại quý Bình ngạn ngào, bộ chuyển chết rồi.
Đại tá Đương sững sờ, ông hy vọng buổi chuyển sẽ về, nhưng bây giờ ông biết ông đã mất đi một sĩ quan ưu tú gan lì nhất trong binh chủng. Tháng 4 năm 1975, Đại tá Nguyễn Văn Đương chung số phận với những đồng đội của mình. Sau 13 năm tù cải tạo, ông cùng gia đình đến Hoa Kỳ ngày 26 tháng 5 năm 1992 trong đợt HO-10. 2 tuần trước ngày tác phẩm Đại Quý đưa đến nhà in. Đại Quý là cuốn hồi ký dày gần 300 trang của Trung tá hồi hưu James E. Benke, viết về cuộc chiến đấu anh dũng của tiểu đoàn 33 biệt động quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà hồi đó Đại Quý Nguyễn Văn Đương là tiểu đoàn trưởng và Đại Quý James là cố vấn của tiểu đoàn. Cho đến năm 1992, hai người bạn cũ mới gặp lại nhau. Hai người vẫn gọi nhau một cách thân mật là đại quý như ngày nào còn bên nhau, cùng vào sinh ra tử. Tác giả Kiều Mỹ Duyên. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.